Liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ tại MSB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 28 tháng 3, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin về vụ việc. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, các cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra ngày 18 tháng 10 năm 2023, là cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 bị hại với số tiền là 338 tỷ đồng. Và hiện nay đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Thì bước đầu thì chúng tôi xác định là chưa có đồng phạm.